Bé đâu? Bé à? Ôi ôi, bé làm gì kìa? Bé khóc rồi. Thế con cho mẹ xem bức tranh em bé ngủ nào, bạn đi ngủ rồi đấy. Con cứ nghỉ một lát đi. Con tự đọc sách trước rồi đi ngủ rồi à? Ôi trời ơi. Con ngủ chưa? Cho mẹ xin lại sách để đi ngủ nhá.